cả nước chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Hàng năm, cứ vào mùa thu lịch sử này, hàng triệu các thế hệ học sinh, sinh viên trên cả nước hân hoan chào đón năm học mới. Năm học 2021-2022, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, học sinh chưa thể quay trở lại trường học trong dịp khai giảng, nhằm tạo khí thế, động viên cho nhà trường trong năm học mới tuân thủ quy định phòng chống dịch, không tụ tập đông người, đồng thời thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với toàn thể học sinh, các bậc phụ huynh và đội ngũ giáo viên các nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Với mục đích đó, được sự hướng dẫn của các cấp lãnh đạo, hôm nay, ngày 15 tháng 9, 2021 là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Cùng với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hoa Mai 1 tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Về dự buổi lễ khai giảng năm học mới, trường mầm non Hoa Mai 1 rất vinh dự được đón tiếp cô Nguyễn Thị Huê, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai 1. Cô Trần Thị Mỹ Linh, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai 1. Cô Nguyễn Thị Diệu Hiền, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở trường mầm non Hoa Mai 1. Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường và các bậc phụ huynh đang theo dõi chương trình online trực tuyến. Và sau đây, xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Huê, hiệu trưởng nhà trường, lên thông qua một số hoạt động của trường và phương hướng của năm học mới, năm học 2021-2022. Xin trân trọng kính mời. Thi giáo viên cấp dưỡng giỏi cấp tỉnh đạt 3 giáo viên,
20 sáng kiến kinh nghiệm đạt 27 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và 15 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp thành phố, 2 đạt cấp tỉnh. Thế vẽ tranh đạt 6 loại A và loại B cấp thành phố. Kết quả danh hiệu thi đua năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, trường mầm non 21 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tặng bằng khen. Về tập thể tổ, có 4 tổ được Ủy ban Nhân dân thành phố khen, gồm có tổ khói lá, tổ khói chòi, tổ khói mầm và tổ cấp dưỡng. Về cá nhân, có 8 cán bộ giáo viên nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 đạt Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và 52 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố khen. Đơn vị được công nhận phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường An Thạnh. Đây là những tiền đề thuận lợi tạo động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới. Kính thưa quý vị đại biểu, năm học mới 2021-2022, trường mầm non có 55 cán bộ giáo viên nhân viên, thì cán bộ quản lý thì có 3, hiệu trưởng là 1 và 2 là phó hiệu trưởng. Về giáo viên, 32 giáo viên nhân viên gồm có 20 người, kế toán 1, văn thư 1, bảo vệ 3, phục vụ 2 và cấp dưỡng là 13. Trường có 18 nhóm lớp, gồm 1 nhà trẻ, 5 lớp mầm, 6 lớp chòi và 6 lớp lá. Tổng số học sinh là 752 trẻ. Về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh đảm bảo an toàn cho trẻ, 100% trẻ đến lớp đều có sổ sức khỏe. Trường có liên hệ trung tâm y tế thành phố Thuận An, khám sức khỏe định kỳ 2 lần trên năm. Có xây dựng kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì 5 tháng tình. Về giáo dục, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, đánh giá bộ tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm ở 3 độ tuổi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi của phường An Thạnh. Về cơ sở vật chất, trường đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để chào đón năm học mới. Về công tác tuyển sinh, trường đã tuyển sinh trẻ bằng hình thức online, phụ huynh đăng ký học cho trẻ qua Google Drive và cổng thông tin điện tử FPT. Trước tình hình diễn biến phức tạp, trẻ không thể đến trường, nên nhà trường đã xây dựng những video clip gửi đến cho phụ huynh về kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay. Kính thưa quý vị đại biểu, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Phá Mái Một, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp các ngành, sự điều hành của ban giám hiệu, sự nhiệt tình tâm huyết tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo của các thầy cô giáo, đặc biệt là sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các cô để đạt được chỉ tiêu đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Năm học 2021-2022, trường mầm non Phá Mái Một sẽ cố gắng phấn đấu và giữ vững danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3. Kính thưa quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu thân mến, thông điệp chủ đề năm học 2021-2022 là đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững với phương châm hành động, năng động, sáng tạo và thực hiện khẩu hiệu hành động tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu. Và lời cuối cùng, tôi xin thay mặt nhà trường cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh đã dành chút thời gian đã tham dự lễ khai giảng trực tuyến chào mừng năm học mới của trường mầm non Hoa Mai Một. Kính chúc quý vị đại biểu, quý phụ huynh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng kính chào. Xin chân thành cảm ơn cô hiệu trưởng rất là nhiều. Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh cùng cán bộ giáo viên nhân viên thân mến, sau một thời gian làm việc, lễ khai giảng năm học mới của trường mầm non 21 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ